Pep Guardiola phản ứng với việc Haaland chỉ ghi một bàn. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City đã có phản ứng khá thú vị với việc Erling Haaland chỉ ghi một bàn trong trận gặp Southampton. Đó là dòng tiết được chia sẻ trên tờ Miro Anh vào hôm nay, mùng 9 tháng 10, sau khi Manchester City đánh bại Southampton 4-0 ở Premier League vào đêm qua. 8-10, trên sân nhà Etihad nhờ các pha lập công của Cancelo, Phil Foden, Mahrez và Erling Haaland. Chiến thắng dễ dàng trước Southampton giúp Manchester City tạm vượt qua Arsenal để lên ngôi đầu bảng Premier League trước khi pháo thủ đối đầu với Liverpool trong trận cầu tâm điểm ở vòng 9 ngoại hạng Anh. Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 20 ở mùa giải này. Nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola nói đùa rằng tiền đạo người Na Uy đang phải trả giá vì không thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nó đã nói lên tất cả về tiêu chuẩn mới mà người hâm mộ kỳ vọng vào số 9 của Man City. Các fan trên sân Etihad không thể tin vào mắt mình khi Haaland liên tục bỏ lỡ cơ hội trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Man Xanh. Khi đó, trận đấu đã được định đoạt nhờ các bàn thắng của Cancelo, Phil Foden và Riyad Mahrez. Tuy nhiên, các fan luôn có cảm giác Haaland có thể dễ dàng lập cú hat-trick thứ 4 tại Premier League sau 9 trận. Đầu trận, Haaland đánh đầu không thành công từ pha kiến tạo của Foden. Sau đó, Haaland trượt chân trong một tình huống Kevin De Bruyne tạo cho anh một cơ hội khác. Ngay sau đó, De Bruyne lại kiến tạo một cơ hội nữa cho Haaland nhưng thủ môn Gavin Bazunu đã có pha cản phá hoàn hảo. Lúc này, các cổ động viên của Man City trên sân Etihad khích lệ Haaland bằng điệp khúc anh ấy sẽ ghi bàn sau một phút nữa và Haaland đã biến dự đoán của họ thành sự thật. Với bàn thắng vào lưới Southampton, Haaland đạt hiệu suất cực khủng trung bình 47,7 phút ghi được một bàn cho Man City. Trước phong độ ghi bàn khủng khiếp của Erling Haaland, không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ đối thủ lên mạng xã hội viết bản kiến nghị cấm Haaland thi đấu. Và nó nhận được đến 2 triệu chữ ký đồng ý. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola cười toe toét nói đùa, tôi rất không vui vì Erling Haaland không ghi được 3 bàn thắng. Đó là lý do tại sao có một đơn yêu cầu cấm Haaland thi đấu ở Premier League. Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra nhưng nó rất hay. Haaland nhận được sự kỳ vọng cao đến mức mọi người đều nghĩ rằng trong mỗi trận đấu cậu ấy nên ghi 3 hoặc 4 bàn thắng. Cuối cùng, cậu ấy đã ở đó để ghi bàn, giúp chúng tôi giữ bóng vài trận đấu. Erling Haaland đã chơi thực sự tốt. Bình luận về trận đấu, Pep Guardiola nói thêm, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và những cầu thủ trên hàng công cần phải dứt điểm tốt hơn, nhưng mà mọi thứ đều ổn. Manchester City hiện đang chơi 3 ngày một trận nhưng các cầu thủ đã phản ứng để cho thấy họ có thể thích nghi như thế nào. Chúng tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi có cảm giác tốt vì chúng tôi đang xoay tua đội hình và mọi người đều có cơ hội ra sân. Các cầu thủ đều biết họ phải làm gì và nếu họ không làm điều đó, chúng ta có thể thay đổi nhân sự. Với pha kiến tạo cho Foden ghi bàn thứ 2 cho Man City, Kevin De Bruyne đã có 9 kiến tạo thành bàn mùa này. Tiền vệ người bị lọt vào top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Premier League sau khi vượt qua huyền thoại của Arsenal, Dennis Bergkamp. Pep Guardiola chia sẻ, Erling giúp Kevin dễ dàng hơn, nhưng Kevin có thể chơi tốt hơn nhiều so với ngày hôm nay. Cậu ấy, Kevin, không ở trạng thái tốt nhất, nhưng có thể có thêm 4 pha kiến tạo nữa vì cậu ấy có khả năng đưa bóng đến trước khung thành cho đồng đội. Trong khi đó, Southampton có trận thua thứ 6 ở mùa này và chiếc ghế huấn luyện viên của Ralfer Hasenhut trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Có rất ít các cổ động viên Southampton ở lại sân Etihad theo dõi hết trận đấu. Tuy vậy, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ralfer Hasenhut vẫn sải bước về phía khán đài của cổ động viên đội nhà nói lời cảm ơn. Ralfer Hasenhut khẳng định đó không phải là lời tạm biệt và có vẻ ông cảm thấy như mình bị xúc phạm khi được truyền thông hỏi về tương lai của ông ở Southampton. Huấn luyện viên Ralfer Hasenhut nói, tôi không nghĩ theo hướng đó. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi nhận được những câu hỏi này và tôi đã làm quản lý được 16 năm rồi đấy. Tôi thực sự không sử dụng bất kỳ năng lượng nào để nghĩ về nó. Thứ duy nhất tôi nghĩ là tôi phải làm gì để giúp đội của mình. Chúng tôi muốn trở thành một đối thủ dũng cảm và khó chịu nhưng thành thật mà nói thì đội thi đấu chưa đủ tốt. Manchester City là một đội bóng tuyệt vời. Erling Haaland còn làm khó cho đối thủ hơn nữa vì cậu ấy cho phép tất cả mọi người trong đội của họ tỏa sáng.